Chị thương mượn mà nhớ tất cả các em, hiện tại thì chị đang có mặt tại một khu vui chơi ở Ion Hà Đông. Khi mà đi ngang qua đây thì chị đã phát hiện ra khu vui chơi này. Ở đây nếu mà chúng ta vào chơi, sau đó thắng thì sẽ nhận được các phần quà là kem gấu bông ở kia. Một vé vào chơi thì chỉ có giá là 30.000 thôi em ạ. Cho nên anh Tiểu Thúy đã đầu tư cho chị hẳn 1 triệu đồng luôn để chị có thể chơi thỏa thích. Sau đó dành phần thưởng là kem gấu bông tặng cho anh Tiểu Thúy. Anh Tiểu Thúy của chúng ta hôm nay rất là hào phóng luôn. Bây giờ thì chị sẽ dẫn các em vào chơi thử luôn nhá. Trước tiên thì chúng ta cần phải đi mua vé. Với 1 triệu này thì chị có thể mua được hơn 30 vé đó. Chị nghĩ rằng trò chơi này rất là dễ, khả năng thắng của chị rất là cao, cho nên chị chỉ mua 20 lượt thôi. Còn số tiền còn lại tất nhiên là chị sẽ đút túi thôi. 20 lượt chơi thì chị hết có 600.000 thôi, vẫn còn 400.000 nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào chơi. Ở khu này thì có hẳn 4 trò. Trò đầu tiên là phi tiêu, trò thứ hai là bắt chim cánh cụt, trò thứ ba là